tại em tự nhuộm ở nhà nên là cái trên đỉnh đầu nó không đều ấy. Bây giờ em muốn một cái màu nào đấy cho nó phủ cho nó đều màu ấy. Thì bây giờ em mong muốn có màu nào em thích chưa? Em chưa, anh tư vấn cho em. Anh thấy tóc của em ấy đã tẩy rồi. Cái thứ hai nữa là cái tóc của em bây giờ nó rất là nhiều màu, nó không đều nhau ấy. Thì anh sẽ tư vấn cho em, em nhuộm cho anh cái màu dạng màu xanh đen ấy, cho nó trầm xuống một tí. Màu đấy nó khá hợp với da của em ấy, mà nó có thể là khỏe tóc em hơn. Thì anh thấy màu đấy khá phù hợp với em ấy. Dạ, em nhuộm xem màu đấy nhá. Dạ. Da mi hồng mày cao cao à, tim em chợt đập. Cái tóc này của em nhá, thì về nhà gội đầu xong ấy, sấy khô xong em kẹp bằng cua vào nhá. Thì hôm nay lần đầu tiên em được bạn em nhuộm tóc cho, thì em thấy trải nghiệm thế nào? Thấy cũng được anh ạ. Dạ. Được phép, không có dụng như mình nghĩ.